Mật như các bác biết, vào ngày 20 tháng 11 tôi sẽ có một chiếc vlog vô cùng đặc biệt dành cho các bác sinh viên này và các thầy cô của trường học học tự nhiên. Để biết vlog đó là gì thì hãy đón chờ tôi vào ngày 20 tháng 11 trên kênh YouTube ơi nha nghe nha. Hello hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với ơi nho nghe. Tuần này là tập cuối cùng của series học khoa toán là học gì. Không biết là các bác nào tò mò là tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những chuyên ngành nào không nè. Và bật mí như các bác biết, tuần này ba vị khách mời là ba vị khách mời hoàn toàn mới luôn đó nha. Ba anh chị cũng sinh viên vừa rồi cũng chính là ba khách mời đại diện cho ba chuyên ngành với U, sắc thức thống kê và phương pháp toán trong tin chúng ta sẽ chuẩn bị tìm hiểu. Bây giờ thì hãy cùng nhau tới phần giới thiệu của các anh chị thôi nào. Chào các bạn, mình là Thiên Phúc, sinh viên khóa 14 chuyên ngành sắc thức thống kê. Mình tốt nghiệp trường Corona, chương trình thạc sĩ toán ứng dụng và hiện mình đang là nghiên cứu sinh trường Padova. Chào các bạn, thì mình tự giới thiệu mình tên là Phạm Phi Nhung. Thì mình là cựu sinh viên của khóa 16 của khoa toán tin học. Mình tốt nghiệp chuyên ngành phương pháp toán trong tin học. Và công việc hiện tại mình đang làm là vị trí Business Analyst hay còn được gọi là BA ở công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Hello, xin chào các bạn, anh tên là Nguyễn Vi Thông. Anh tốt nghiệp ngành tối ưu năm 2020. Hiện tại anh đang là giảng tại khoa toán tin học. Anh đang là học viên cao học ngành toán ứng dụng tại Đại học Khoa học Tự nhiên, trường mình. Vẫn là những câu hỏi cũ nhưng mà là chuyên ngành mới. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về ba câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, nội dung sẽ học ở năm 3 và năm 4 của các chuyên ngành này là gì? Theo mình biết thì vào năm 3 và năm 4 thì các bạn sẽ được học các nội dung về xác suất và thống kê. Thống kê nhiều chiều, thống kê chiều, thống kê phi tham số, thống kê tham số, quá trình ngẫu nhiên và chuỗi thời gian. Ở năm 3, năm 4 của chuyên ngành phương pháp toán thông tin thì mình sẽ được học các cái kiến thức từ căn bản cho đến nâng cao liên quan tới có thể gọi là ngành data xây hình. Thì các nội dung xoay quanh bao gồm liên quan tới data này, các cái thuật toán machine learning và deep learning. Thì ngoài ra thì trong cái quá trình học năm 3, năm 4 mình có thể chọn để mình học thêm những cái kiến thức từ cái chuyên ngành mà gần hơn, ví dụ như là liên quan đến thống kê hoặc là các cái môn liên quan tới tài chính các bạn chút. Về chuyên ngành tối ưu thì trong năm 3 với năm 4 thì các bạn sẽ được học về cái những đầu tiên là những lý thuyết về phía giải tích để cơ sở giải tích để mà tìm ra cái nghiệm tối ưu của một cái bài toán từ tuyến tính, phi tuyến, lồi hoặc là không lồi, thì nó sẽ trải dài ra rất là nhiều môn. Và cái môn đầu tiên là quy hoạch tuyến tính, thuật toán tối ưu, mô hình toán kinh tế và lý thuyết tối ưu phi tuyến, tối ưu đa mục tiêu. Câu 2. Không biết là ở cái chuyên ngành này á thì những môn nào các bác không được bỏ qua ta? Theo mình biết thì ngoài những môn mà bắt buộc là các môn các bạn không được bỏ qua rồi đó, thì các bạn nên học các môn thống kê khác. Các bạn nên học các môn thống kê khác để mà có thêm nhiều cái kiến thức về nhiều cái lĩnh vực nhỏ nữa. Thì ngoài ra thì nếu các bạn còn thời gian nữa đó thì các bạn nên trau dồi thêm các môn cơ bản bên giải tích, số và tối ưu, bởi vì các kiến thức toán ở trong đó cũng rất cần thiết nếu các bạn có theo đuổi sự nghiệp cao học bên hướng xác suất thống kê. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể trau dồi thêm các kỹ năng lập trình bằng các khóa học ở bên môn tin, thì điều đó sẽ rất tốt cho các bạn. Theo mình thì để trả lời cho câu hỏi này thì mình thấy cũng rất là nhiều. Nó sẽ bắt đầu từ những môn cơ bản, ví dụ như là nhập môn trí tuệ nhân tạo nè, hay là xử lý ảnh, xử lý tín hiệu, nhận dạng mẫu, xử lý đa chiều và máy học cơ bản hay là nâng cao nè. Rồi những môn liên quan tới Python để xử lý và visualize data. Rồi học về hệ thống dữ liệu một chút là có cơ sở dữ liệu và khai thác dữ liệu. Thì ngoài ra thì mình có thể học thêm ở những chuyên ngành khác
mỗi thứ một chút. Ví dụ như là học liên quan tới tin học bên hướng tin học ứng dụng á, sẽ có những môn như HTML hay Java thì nó sẽ hỗ trợ cho bạn rất là nhiều trong việc là lấy dữ liệu rồi học thêm về phương pháp số và đại số hướng tính và tính toán song song. Thì những môn này giúp cho mình tăng cái khả năng logic một chút. Những cái môn mà các bạn không được bỏ qua, như thứ nhất là theo yêu cầu của nhà trường của khoa thì các bạn không được bỏ qua những cái môn mà cơ sở ngành, cơ sở của chuyên ngành, ví dụ như quy hoạch tuyến tính là bắt buộc nè, mô hình toán kinh tế là bắt buộc nè, lý thuyết quy hoạch phi tuyến là bắt buộc nè, giải tích lội và kinh tế lượng. Anh nghĩ những cái môn đó là những cái môn mà các bạn nên học, nhất là thực toán tối ưu với lại quy hoạch tuyến tính. Chúng ta hãy cùng nhau tới với những cái lời thủ thị thầm thì của các anh chị gửi tới các bác sinh viên đang coi vlog này đó nha. Thì cái lời khuyên của mình là các bạn có thể tự trau dồi thêm cái kỹ năng mà lập trình của mình ở nhà. Nếu mà các bạn có điều kiện, thì bởi vì mình thấy là sinh viên bên nước ngoài họ có vẻ nhỉnh hơn sinh viên bên Việt Nam là về cái kỹ năng này, bởi vì họ có máy móc hiện đại. Và dĩ nhiên là nếu các bạn theo nghiên cứu thì các bạn phải vững về kỹ năng này, thì cho nên là mình nghĩ là vậy. Cái này thì về cá nhân của mình nha, thì tại thời điểm mà mình chọn chuyên ngành đó là năm nhất năm hai, thì mình đã cho rằng là chỉ có những người mà rất là xuất sắc đó thì mới vào được chuyên ngành này thôi, tại vì mình nghe đồn á là các anh chị mà học trong chuyên ngành là họ rất là giỏi, họ giỏi dữ lắm, mà cho nên là mình nghĩ là nếu mà giỏi á thì chắc là điểm trung bình phải là 8.9 thì mới học chuyên ngành này nổi. Mà cái thời điểm đó thì sau khi năm nhất năm hai thì cái điểm trung bình của mình nó không có được cao như vậy, cho nên là mình cũng rất là hoang mang. Nhưng mà sau khi mà mình có trao đổi thêm với các anh chị đi khóa trên nè, rồi trao đổi thêm với các thầy cô á, thì mình học chuyên ngành này xong á, mình cảm thấy là rất là vui. Và mình không ngờ được những cái mà mình học được nó rất là gần với lại thực tế luôn, và đặc biệt là trong cái thời đại 4.0 này. Rồi mặc dù là cái thời điểm mình học nó sẽ có rất là nhiều khó khăn, nhưng mà các thầy cô ở chuyên ngành này họ rất là sẵn lòng để chia sẻ và giúp đỡ các bạn về mặt tinh thần và cũng như liên quan tới kiến thức. Chợt nhớ là mình có một cái kỷ niệm rất là đặc biệt ở đối với chuyên ngành này mà mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ quên được, là có một cái môn học mà mình học từ lần đầu tiên á, môn này là môn cơ bản, từ lần đầu tiên là mình đã qua rồi, nhưng mà mình vẫn không hiểu hết được các cái nội dung cũng như là kiến thức ở trong cái phần đó. Cho nên là mình mỗi năm cái lớp này mở ra mình hay đi giữ thính lại để mình nghe lại cái phần kiến thức đó, và cũng như là mình có thể hỏi thêm những cái mà mình đã được biết khi mà mình đi làm, và cũng như là làm những cái bài tập nâng cao sau đó. Thì có lần đó thầy ghẹo mình, thầy có đùa với mình là ủa sao em ngồi cái lớp này 3 lần rồi sao mà vẫn còn thắc mắc như vậy, sao mà vẫn còn ngồi đây hoài vậy. Thì mình có cười, mình nói là dạ thầy, thì em mới trải chiếu có 3 lần à, thì em nghĩ là chắc chừng nào em trải cái chiếu nó rách nó không cho em ngồi nữa thì em mới không ngồi nữa thôi thầy. Thì sau cái câu bông đùa đó thì thầy vẫn giúp đỡ mình nha. Nhưng mà mình có nhận ra được một điều là mặc dù là nếu như mà bạn không phải là một người mà gọi là xuất sắc hay là nổi trội hay là thiên tài như những người khác á, thì bạn cứ cố hết sức hay là cứ cố hết khả năng của mình, thì mình nghĩ là những người xung quanh á, họ thấy được cái nỗ lực, thấy được cái việc mà bạn muốn học như vậy, họ cũng sẵn sàng giúp đỡ. Cho nên là mình nghĩ các bạn cứ cố hết mình thôi, cố lên nha. Cái mà muốn chia sẻ nữa là ngoài cái chuyên ngành bạn chọn tốt nghiệp ra nữa, thì anh nghĩ là mấy bạn nên học trải dài nhiều môn ở nhiều chuyên ngành khác, ví dụ như chuyên ngành tài chính. Ví dụ mấy bạn biết về tới U mà bạn học thêm về những cái môn của chuyên ngành tài chính, hay là những cái môn về những chuyên ngành về phương pháp toán thông tin chẳng hạn, thì nó sẽ rất là có lợi cho mấy bạn luôn á. Tại vì
Nó sẽ có những cái nơi mà các bạn ứng dụng, nơi mà các bạn nó là những cái nơi mà bạn có thể ứng dụng lý thuyết tối ưu rất là nhiều, và nó sẽ bổ sung cho nhau cũng rất là tốt cho các bạn. Ví dụ như thêm những môn bên kết thúc thống kê nữa, thì anh thấy anh học rộng ra những cái môn mà nó thiên về toán ứng dụng càng nhiều càng tốt. Ta-da! Vậy là vlog của tuần này tới đây là hết rồi. Tập này cũng đã khép lại series Học khoa toán là học gì. Tôi hy vọng rằng những chia sẻ của tôi cũng như là của các anh chị cựu sinh viên có thể đem lại cho các bác những cái thông tin hữu ích, cũng như là các bác hãy tự hào về mình là sinh viên khoa toán trường đại học Học Tự Nhiên nha. À, bật mí như các bác biết, vào ngày 20 tháng 11 tôi sẽ có một chiếc vlog vô cùng đặc biệt dành cho các bác sinh viên này và các thầy cô của trường đại học Học Tự Nhiên. Để biết vlog đó là gì thì hãy đón chờ tôi vào ngày 20 tháng 11 trên kênh YouTube Ơi Nha Nghe nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.